Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thời tiết tại Bắc Bộ bao gồm cả thủ đô Hà Nội đã có sự chuyển biến. Do khối không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta nên trời đã chuyển nhiều mây hơn, ngăn cản bức xạ mặt trời. Do đó mà nhiệt độ đã giảm xuống từ 3 cho đến 4 độ so với ngày hôm qua. Mức nhiệt độ trưa nay đều ở dưới mức 31 độ. Trong đêm nay sang đến rạng sáng ngày mai, khối không khí lạnh ở phía Bắc sẽ tác động nhiều hơn, vùng mây lạnh sẽ đẩy xuống kèm theo những cơn mưa rào nhẹ sẽ mở rộng xuống cả vùng đồng bằng, trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2 đến cấp 3, vùng ven biển từ cấp 3 cho đến cấp 4. Nên nhiệt độ sẽ giảm nhanh so với những ngày vừa qua. Vào đêm và sáng trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 20 cho đến 22 độ. Vùng núi còn ở ngưỡng rét nhẹ với mức nhiệt độ từ 17 cho đến 19 độ. Khu vực núi cao giảm xuống dưới 15 độ, thậm chí có nơi chỉ từ 10 đến 12 độ. Cảm nhận về cái rét đầu đông rõ rệt hơn rất nhiều so với các nơi khác cùng khu vực. Xuống đến các tỉnh miền Trung, trong khi không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ chủ yếu gây ra sự giảm nhiệt độ, thì ở khu vực này vấn đề đáng quan tâm lại là tình hình mưa lũ. Do ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc kết hợp với điều kiện địa hình của dải Trường Sơn chạy dọc theo các tỉnh Trung Bộ, cho nên trong 3 ngày tới suốt dọc các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho đến Quảng Nam, Quảng Ngãi sẽ có mưa dông ở trên diện rộng. Nhiều nơi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Người dân cần chủ động có kế hoạch ứng phó kịp thời, nhất là với những nơi vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua. Nhiệt độ tại các tỉnh miền Trung phổ biến trong khoảng từ 24 cho đến 27 độ ở các tỉnh phía Bắc khu vực. Từ đèo Hải Vân trở vào thì nhiệt độ cao hơn trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ. Trong 3 ngày tới ở khu vực Tây Nguyên, mưa chỉ xảy ra mang tính chất địa phương vào chiều muộn cùng với lượng mưa không lớn, còn ban ngày thì trời có nắng. Còn ở các tỉnh Nam Bộ, mưa tập trung chủ yếu ở khu vực ven biển miền Tây với một số điểm có mưa vừa đến mưa to và trong cơn dông mạnh tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong 3 ngày tới ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh ở trong khoảng từ 30 cho đến 33 độ. Riêng các tỉnh miền Tây Nam Bộ có nhiệt độ thấp hơn khoảng từ 1 cho đến 2 độ, hầu hết các nơi đều dưới 31 độ. Còn ở khu vực Tây Nguyên sẽ phổ biến trong khoảng từ 27 cho đến 31 độ. Cuối cùng là những thông tin thời tiết cho các vùng biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ tối và đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, biển động, sóng cao. Vùng ven biển các tỉnh khu vực Bắc Bộ, gió mạnh từ cấp 3 cho đến cấp 4, đi kèm với gió mạnh là sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Tình hình mưa dông cũng xảy ra ở nhiều nơi, trong cơn dông cần đề phòng với lốc xoáy. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa, cường độ gió chỉ ở mức cấp 3, cấp 4, nhưng lại có mưa rào và dông rải rác, làm hạn chế tầm nhìn từ 4 đến 10 km trong mưa, và còn có thể đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh, nguy hiểm cho các tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là thời tiết trên cả nước đều có những chuyển biến trong những ngày sắp tới, và các tỉnh miền Bắc sẽ là sự giảm nhiệt độ do quá trình xâm nhập của khối khí lạnh từ phương Bắc. Còn miền Trung và miền Nam sẽ xuất hiện những cơn mưa dông có cường độ tăng dần và kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm, cho nên người dân cần hết sức đề cao cảnh giác. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay, và tiếp theo là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.